Future cổ đây. Các bác hỏi Future cổ thì lên với em một chiếc Future 204 đúng không ạ? 204 bản sinh nhan trắng. Hàng máy zin, nhắc cho các bác nhanh là hàng máy zin. Tem đây, các bác nhìn những vết vết này, cực kỳ ok luôn, tem xịn. Đấy, có cái là lâu năm rồi thì nên những cái điểm yếu của xe nó sẽ nằm ở các cái vị trí này, các bác nhìn nhá, trục này, đấy. Chân nan này. Nan này nó cũng đã có một vài chiếc nó vào rồi. Đây cái làn dàn nan zin và làn dàn vào này các bác cũng dễ nhận ra. Là cái mới cái cũ đây. Đấy nó sẽ đấu nhau một chút. Đấy nan. Nhược điểm này là nan, máy là zin nhá. Máy zin rong xanh 29T biển sinh 204. Yếm này, sơn này các bác nhìn này, xước ra chút là ở trong là gọi là nhựa trắng luôn, chuẩn luôn là sơn zin. Dạ, sơn zin, cả tem này, tem đều là ok hết. Nhũ này, ra máy được đúng không ạ? Ra máy hộp xích đều ok hết. Đấy, nan sau. Chiếc này dạ, mất điểm trừ là bộ nan cộng với cái trục ốc là hơi đuối điểm một chút thôi nhá. Còn nhựa cộng với máy là đạt. Nhựa là đạt, còn máy là được. Đấy này em biển số ấy, nó là 29T53209 cho các bác đây ạ. Vâng. Máy Future xanh cho bác nào vừa hỏi cháu đây. Máy của những chiếc Future luôn luôn được các bác ưu ái và lựa chọn nhiều nhất, gọi là Future 1 này. Nhưng nó cũng bị một cái gọi là kén với những các bác, phải là các bác chính xác trung tuổi, chứ các anh thì là ít chơi, các em các bạn thì lại càng ít. Đấy nên là các bác nào có gọi là trung tuổi đã từng trải nghiệm rồi hoặc chưa mà đã nghe nói thì hầu hết là các bác có thể chơi những dòng này rất hợp lý. Tôi tay nắm mới vào, máy zin nên các bác có thể yên tâm. Em nghe ga máy các bác nghe này. Anh quay một lần nữa cái đầu bò để các bác nhìn được cái gioăng xanh máy mốc, để các bác nhìn để tự tin chơi với sản phẩm Future 1 này cho em. Các bác chút nhược điểm thôi nhá. Dân dã của Future chính 1 xác, có thể lựa chọn bộ nan trước và nan sau. Đấy là bộ là mất điểm của xe. 18 triệu 800 tháng 12 204. Mà thôi 18 triệu 500 thôi. Đấy nhược điểm nó có thì em cũng mạnh dạn xuống giá để các bác có thể vào một cách tự tin. Càng của họ như vậy nhá, càng Future nó như vậy chứ không phải sơn lại đâu ạ. Đấy, mất chỉ bộ nan thôi cộng với trục ốc là nó xuống màu chứ không phải là lỗi. 18 triệu 500 cho một chiếc Future, máy là zin, sơn zin. Dạ vâng. Nhũ là bình thường, nan có thay. Đấy. Dạ vâng. Anh Minh Chí ơi, anh mà muốn chốt em này anh có thể liên hệ với hotline nhà em đang để ở trên. Đúng rồi anh ạ. Máy căng lắm anh ơi, chơi được. Anh nghe em, những cái dòng này các bác có thể yên tâm. Đưa anh đón cháu đi học, lai chạy hay là đi lại thì miễn ô quá ok rồi. Nó bền và chạy nó cũng khác thật luôn. Riêng cái chiếc dòng miếng Future, nhiều bác hay có những cái quan niệm Future 1 nó cạnh tranh nhưng dòng máy Thái quê Thái luôn. Đấy, để các bác có thể chơi được, thấy cái hay của nó. Để một chiếc quê Thái 110 bây giờ mà máy zin thì chắc là lại ngồi nói chuyện với nhau ở giá khác rồi, đúng không ạ? Dạ vâng. 18 triệu 500 đấy ạ. Dạ vâng, 18 triệu 500. Có CD không chủ shop? Em có 67 CD, em không còn 67, em còn 3 chiếc có cả màu đỏ và màu đen. Đấy. Anh có bạn xô bếu hỏi 17 tuổi tự mua xe được không ạ? Vẫn mua được bạn nhá, không sao. Bạn đưa gọi là giấy tờ tùy thân một chút, như họ tên địa chỉ mình cũng có thể viết giấy bán vào cho bạn được. Về vấn đề mua thì các bạn cũng bên mình cũng là viết giấy bán thôi. Nhưng mà mình mua vào ấy, tức là mình bán ra thì mình viết giấy bán, nhưng mình mua vào ấy thì mình sẽ check. Nếu bạn chưa đủ 18 khả năng mình không mua xe của bạn được, nhưng mình bán được. Đấy các bạn cứ yên tâm. Vì những cái xe mình bán là đã được kiểm tra an ninh rồi. Đấy. Dạ vâng, anh Bin có comment là cái con bố anh ý vừa bán con này giá 5 triệu, tùy con nha các bác nha, con nào mà sẽ tùy vào chất đồ xong độ chính di xác của nó. Anh Nguyễn Văn Lương để có trả góp không ạ? Không trả góp anh Lương nhá. À có trả góp đấy. À có, nhà em có hỗ trợ trả góp ạ. Có trả góp anh Lương ạ. Nhiều bác làm nhiều các bác dối luôn. Đúng rồi. Đây. Hôm nay là phải đọc cả bếp xanh nên các anh em hết sức thông cảm. Bình thường là đúng em ạ. Giao trọng trách là bên bếp đỏ thôi. Hôm nay là lấn cả hai bếp thì Huệ ở bên TikTok. Đấy, là thêm vâng. Sân khấu mới nên là quá trình phục vụ là khẳng định là cũng sẽ có những cái thiếu sót. Thì mong các anh em cũng hết sức thông cảm nhé. Vâng, anh Đức Minh ơi, anh muốn mua một em xe 50cc này nhỉ? Em có cả xe ga, xe số cho các bác đúng nha. Rồi, anh cứ cân đối gia đình mình dùng mẫu gì. Hàng vâng. Xe ga, xe số, hàng hãng SVM hay hàng liên danh Trung Quốc đều có đủ mặt hàng đấy ạ. Hầu bao của bác giá như đúng thế rồi. Nào? Các bác có thể để lại để cháu và bác Chiệp có thể tư vấn chi tiết hơn cho các bác nha. Có anh con Nam. Xe nào ít tiền đi chợ không? Atina đằng sau em. Có, Atina chút nữa nhà cháu sẽ lên luôn cho các bác. Anh Nam hỏi nhà mình có Vision 2021 không ạ? Hôm qua có em luôn. Với cả cô Dung vừa mới lên tầng 2 nhà. Nhiều có bản luôn, ạ. Nhiều bản luôn. Anh vâng. Trần Văn Dân Dân, con GS110 vừa like, VS ạ, đấy không phải GS. 8,5 không bán được anh nhá, hàng máy zin sơn nhũ kém nhưng mà nhũ đẹp, máy zin là cũng chắc chắn đấy ạ.
Đây, vâng, đến... có anh hỏi tài chính 5 triệu con nào không ạ? Attila đằng sau, dưới 5 luôn, tí nữa anh đón xem. Chắc dạ, là vâng, cũng không thích đâu, nhưng em cứ báo là anh đợi đấy. Anh... lết đi, lết đi, hàng Ablet của Honda, nhìn dáng rất là to, giá thì lại rẻ, đúng không? Có những cái sự rất hợp lý, bất hợp lý ở chiếc này. Đời lết trước nhỏ hơn, cũ hơn thì lại đắt hơn. Đời lết sau to hơn, mới hơn thì lại rẻ hơn. Không hiểu là họ đầu tư thêm tiền để sản xuất nhựa hình thụ, hình thù to hơn mà lại giá rẻ đi. Đúng rồi. Một nhà... sự phát triển đi ngược. Vâng, thực ra là nhà sản xuất là một chuyện, còn thị hiếu của người dân. Vâng, thị hiếu của người dân, nhu cầu của người dân như thế nào lại là một chuyện khác nha các bác. Hầu hết là các bác thấy cái form này to thì nó lại xấu. Đấy, kiểu dáng không hợp mắt, nhỏ thì lại gọn lại đẹp hơn, đúng không ạ? Dạ vâng, biển số em nó là 29H1 ạ, 02933 cho các bác nha. Vâng, 2011, giá thành là những chiếc giá mới rồi, có 13.800.000 thôi. Rất rất phù hợp cho các bác muốn sử dụng một động cơ FE. Đây, FE đây ạ, hàng phun xăng điện tử Honda các bác luôn luôn, nó có cái tem FE. Và trong động cơ nó cũng đã có bộ phun xăng FE, nên các bác có thể yên tâm. Đây, em có thể tắt đi bật lại, gọi là bình xăng bằng FE, các bác nhìn cái đèn vàng. Ký hiệu này là của phun xăng điện tử, động cơ nào có ký hiệu đó là động cơ đã được chế phun xăng điện tử nhá. Đấy, có sơn xi rồi, dọn rồi, được cái là ngon lành hết, chế FE mà hàng Honda lại biển Hà Nội, giá 13.800.000. Những bác nam giới có thể cân đối lấy những mẫu này làm dòng xe thông dụng là rất hợp lý. Anh Minh Chí để lại số điện thoại giúp em với, đâu nào em đang xem lại số điện thoại cho bác. Hay là bác có thể liên hệ lại luôn số hotline trên này được không ạ? Đúng rồi ạ. Em nghĩ là TikTok người ta lọc bình luận, người ta lọc mất số điện thoại của bác rồi, cháu vừa thấy xong bây giờ cháu không thấy nữa. Vâng, anh cứ liên hệ các số bên em đang để trên nền tảng các anh em đang dạ xem. Vâng. Con Future đi em vừa like một chiếc đẹp lắm anh Quyền ơi. Chiếc dạ cái vâng, gọi là được thôi, không phải từ quen được, chiếc cái được 18.500.000 đấy ạ. Vâng, chị Julie May hỏi có xe ga nào từ 18 triệu đổ lại không ạ? Đây là một đại diện, tí nữa em lại còn ra tiếp theo nữa. Đấy. Cho nên nếu là chị có thể lựa chọn sang những dòng Vision này rồi, hoặc Janus giúp em nha. Vâng, chứ vâng, còn Lít thì khả năng là rẻ hơn. Em like cũng rất là đẹp rồi. Đây, mời các anh em đến với một... để cháu đọc số cho bác Chí nha. 0986983662. Các bác có thể liên hệ qua đấy. Bác có thể ấn vào trang cá nhân của cháu này. À, trang cá nhân tại fanpage này, các bác có thấy số điện thoại liên hệ luôn ạ. Đoàn Mai gọi Huệ ơi, Huệ đây. Dạ là vâng, bạn. Huệ đây ạ. Rồi, em Quay nhá. Chị Mai ơi, chị Mai hỏi gì em ạ? Quay, chị hỏi Quay này đi được không? Đi được chị ơi, rất quay, được Quay thôi. Quay không đi được, chẳng nghĩ chị chị bế lên. Ok lắm, đời 2018, đi được, toàn bộ gần như đáng yêu, nhược điểm biển tỉnh. Bác nào có con lăn tăn về biển không? Không lăn tăn thì đến với em nó. Vâng ạ, thêm biển một... số em nói đến từ 36D1-51285 cho bác nào đến từ Sứ Thanh đây. Đúng rồi, thành nhà Hồ bên cạnh sông Mã đúng không? Em vẫn nhớ quả đấy. Rồi, hàng 2018 nhá, vành nan phanh cơ. Nhưng mà điểm cao, điểm cộng là anh em nhìn cái bộ luôn. Chân nan này, Mayer vành càng này có phay qua này. Còn Mayer chân nan đẹp đúng không ạ? Màu trắng rất ưng ý. Tiếc là hàng Wayblade, một trong những mẫu mà được các bác sử dụng đánh giá là chưa phải là mẫu được các bác yêu dùng nhiều nhất, tiêu dùng nhiều nhất. Đấy. Dạ vâng. Nó có thể là nhược điểm về mẫu mã, chứ động cơ thì em nhấn mạnh lại đều là hàng máy 110 của Honda. Như những chiếc Way A, như những chiếc Way RX, không có lỗi lầm gì cả. Khác là một chút về kiểu dáng. Các anh em mà ok về kiểu dáng này thì lại lợi được một chút về kinh tế, chắc chắn luôn. Với cùng form dáng như thế này, động cơ này sang một form dáng VA các bác phải mất thêm 2 triệu nữa. Đấy, nên các bác có thể tính lợi về kinh tế chọn cho em chiếc này. 2018. 2018 cho các bác nhận 10.800.000, 10.800.000 cho một chiếc Wayblade, hàng 2018 có dọn dẹp nhá, có sơn xi nhưng mà hàng là máy zin. Máy zin là cái máy này. Wow. 10.800.000 cho 2018, giá này mà để VA phải cộng thêm 2 triệu nữa các bác mới sử dụng được. Đấy, nên bác nào mà cần chiếc đi ăn đi làm kiếm tiền về mới mà lại lành bền chắc dạ, vâng, thì đây là lựa chọn em thấy rất hợp lý, phù hợp đấy ạ. Dạ vâng, em chào anh Minh Long nha. Dạ.